Đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế đang bị kẹt tại Bắc Hầm Hải Vân. Đoàn hơn 20 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế đang tạm nghỉ tại trạm trung chuyển Bắc Hầm Hải Vân để chờ sự cho phép của chính quyền địa phương. Ngày 4 tháng 8, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả cho biết, sáng nay, trạm vận hành trung chuyển Hầm Hải Vân vừa hỗ trợ đưa một đoàn người từ các tỉnh phía Nam về Huế qua Hầm Hải Vân. Đoàn có khoảng hơn 20 người, trước đó đi ô tô qua hầm ra đến địa phận Thừa Thiên Huế, nhưng sau thì quay lại trạm trung chuyển phía Nam. Hiện chúng tôi đã hỗ trợ đưa họ qua hầm, tạm nghỉ ngơi ở trạm phía Bắc để chờ quyết định của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Hầm Hải Vân sẽ tiếp tục bố trí xe, nhân lực để hỗ trợ người qua hầm miễn phí nếu họ có nhu cầu, vị đại diện này cho biết. Được biết, đây là những người quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân tại quận Bình Tân. Ngày 3 tháng 8, nhóm này góp tiền thuê một ô tô trở về Huế. Tuy nhiên, sáng 4 tháng 8 khi đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, Thừa Thiên Huế thì trạm này không nhận, buộc phải quay đầu. Trước tình thế này, tài xế buộc phải chở đoàn người quay lại trạm trung chuyển phía Nam Hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng để nhờ giúp đỡ. Sau đây là những công dân ở Thừa Thiên Huế nên trạm trung chuyển Nam Hầm Đà Nẵng hỗ trợ được qua hầm đến trạm phía Bắc thuộc địa phận Huế tạm nghỉ ngơi, chờ quyết định của chính quyền. Phóng viên VTC News đã liên hệ với cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế để nắm thông tin thì được trả lời đang chờ xác minh thông tin cụ thể. Đoàn người này tự ý thuê xe để về quê ngày 3 tháng 8 là vi phạm quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, ngày 31 tháng 7, Thủ tướng có công điện số 1063/CDTTG về phòng chống dịch COVID-19 gửi lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi nơi cư trú từ sau 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép. Công điện nêu rõ lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình.